Mình tên là Mary, năm nay mình 30 tuổi, hiện tại mình đang làm kinh doanh. Mắt của mình thì nó bị bập á, và bị một mí lót. Mình thấy tự ti về đôi mắt của mình, nên mình muốn làm cho một đôi mắt nó đẹp hơn. Mấy bà chị của mình đã xuống Viva là cắt mí rồi, nó rất là đẹp và tự nhiên, nên chị quyết định là xuống Viva để mình cắt mí. Xong thì mọi chuyện vẫn bình thường, chị vẫn đi làm, vẫn đi ăn, đi uống, rồi mọi thứ bình thường hết. Các chị em ơi, cứ mạnh dạn đi làm đẹp đi, cắt mí không đau gì hết trơn á, chị đi vai chuyên nghiệp, ăn cần chu đáo nữa, các chị em yên tâm nha.